Ngày 12 tháng 7 tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho cụ bà Trần Thị Hoa, vợ của đồng chí Năm Đồng, nguyên phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đoàn công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao do đồng chí Lại Văn Loan, trưởng đại diện văn phòng tại phía Nam và các đồng chí đại diện ban quản trị của Kiểm sát Facebook, tạp chí Kiểm sát cũng đến tham dự buổi lễ. Về phía Công an thành phố Cần Thơ có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ và các đồng chí lãnh đạo phòng BX13, BX15, các cán bộ chiến sĩ thuộc Công an thành phố Cần Thơ cũng đến tham dự. Buổi bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình đồng chí Năm Đồng lần này còn có đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát thành phố Cần Thơ, Viện Kiểm sát thành phố Vĩnh Long, các ban ngành đoàn thể thuộc phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ và đông đảo người thân bạn bè đã đến tham dự và chia vui cùng gia đình. Mở đầu buổi lễ, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Thành Nhân, Phó phòng tổ chức cán bộ Công an thành phố Cần Thơ đã thông qua quyết định và trao quyết định bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho bà Trần Thị Hoa và gia đình. Đại diện cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đồng chí Lại Văn Loan đã phát biểu cảm nghĩ khi đến tham gia buổi lễ bàn giao nhà. Đồng thời cũng nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã trao tặng một phần quà cho gia đình của đồng chí Năm Đồng. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, phát biểu cảm nghĩ và thay mặt cơ quan Công an thành phố Cần Thơ tặng quà cho cụ bà Trần Thị Hoa cùng gia đình. Ngoài ra, đại diện ban quản trị Kiểm sát Facebook, đại diện cho Đảng ủy phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, đại diện Viện Kiểm sát thành phố Cần Thơ, Viện Kiểm sát thành phố Vĩnh Long, ban giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ, công ty cổ phần vận tải Thủy Tân Cảng cũng đã gửi tặng những phần quà hiện vật cũng như hiện kim đến gia đình. Cụ bà Trần Thị Hoa, vợ của đồng chí Năm Đồng, xúc động và thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cơ quan Công an thành phố Cần Thơ đã trao tặng căn nhà khang trang cho gia đình. Đồng thời, bà cũng gửi lời cảm ơn đến đại diện Viện Kiểm sát, các ban ngành đoàn thể đã quan tâm đến tham dự và tặng quà cho gia đình trong buổi bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội lần này.